nghề đó ác lắm, ác cả tắc lát gì á, tắc đứt lắm. Thương á thì cô kêu nó về đây xây đi, nghề của nó mà, sao nó không làm, lo đi ăn trộm ở cấp. Nếu mà vì tao dấn thân vô cái nghề này thì bây giờ mày thương tao hãy rời bỏ nghề đi ghẻ. Anh đừng có nghĩ tiền là quan trọng nhất, còn nhiều thứ khác quan trọng nữa. Có nhiều thứ quan trọng hơn tiền, những thứ đó tôi mất hết rồi. Tôi cũng muốn chết rồi, tôi mất con rồi. Có con chó thôi mà, ông đâu cần phải làm vậy. Nó trung thành mà nó thương tôi lắm. Tôi coi nó giống như con tôi vậy chú. Thôi, để con đưa ông về gặp cậu ha. Sao chú biết tôi ở gặp cậu? Tiền đâu mà ông chuột con chó về? Mà ông chuột về làm chi? Chuột nó về ông tốn thêm miếng ăn chứ làm gì? Sao chú cứ nghĩ con chó là con chó? Nó là con của tôi, là đôi mắt của tôi đó. Chú có biết tại sao mà tôi sống cho tới bây giờ không? Ngày xưa tôi cũng có vợ và một đứa con trai nữa. Ban ngày thì tôi đi làm, tối thì tôi về với vợ con tôi. Một ngày kia tôi bị bệnh, con mắt tôi đau, tôi không thấy gì hết trơn á. Cái vợ tôi nó bắt đầu nó chửi tôi là đồ vô dụng. Nó bán nhà, nó đem tiền nó bỏ đi. Thằng con trai tôi nó cũng đi luôn. Từ đó tôi mới sống lang thang vậy nè chú. Chó dần đường giống với người bạn quấn quýt bên ông. Có một người bạn ở bên ta, chính là một điều thật quý giá. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay cho tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn. Chó không? Có đôi khi tôi sống với con chó về mà thấy yên tâm hơn, thảnh thơi hơn,
còn hơn là sống với người đó chú. Có một người bạn ở bên ta, chính là một điều thật quý giá. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay chắc tôi nắm. Ông chó có mấy trăm ngàn à, ông mua con khác đi. Chú xin chú đó, chú trả lại con chó cho tôi đi. Tôi hứa là tôi giữ lời à, không ấy nè, không ấy nè. Chú cầm luôn cái để tiết kiệm ra tôi cũng được đó. Con có chậm chó của ông đâu? Không thay lối, mịt mờ phía sau. Tôi đâu có ghi chú chậm chó. Mà sao chú biết? Thì ông ghi là con chó mắt thì một là đi lạc, hai là bị người ta trộm. Tôi nói đại cái bữa mà chú bắt con chó của tôi đó, tôi thấy là chú xô tôi ra, tôi đâu có quên được cái mùi đó. Có ông già sao chú biết tôi ở đâu? Hôm qua tôi mới ở dưới gầm cầu thôi mà. Bước trong màn đêm, con chó của ông tôi bán bao nhiêu tôi trả lại cho ông nè. Chú ơi tôi năn nỉ chú mà tôi không có cần tiền, chú trả chó lại cho tôi đi. Chú ơi dạ con nghe con Năm ơi. Con Năm nè, bữa mày gửi gì về với đầu ghẻ? Dạ cái bản vẽ xây dựng. Con Năm kêu mấy anh thợ làm y chang như vậy cho con là được. Mấy chú dưới đây nói á, làm vậy là cũng cỡ 50-60 triệu đó nghe. Dạ hết cũng khoảng đó. Ủa mà mày làm vậy á, ngoại mày cũng đâu được hưởng gì đâu ghẻ. Lúc sống á ngoại con không có gì á, lúc mất á cái mộ đàng hoàng cũng không á. Thôi tùy mày nghe. Có điều ở trển mày làm gì mà sao có dư dữ vậy? Con đi làm xây dựng đây rồi, với lại cái phần còn lại á cuối tháng này con gửi cho con Năm luôn. Nhưng mà có gì con gọi cho con Năm sau ha. Hai em, anh Duyên ơi, bọn nó. Sao em không báo anh biết? Đi thôi anh.
qua mày làm thịt con chó này với bà con nó cho tao. Làm cái gì vậy? Tao kêu mày giết nó mà mày ngồi đó mày ngó. Mày thấy con chó này tao mới dễ ăn, với lại mấy con chó còn ăn chút xíu rồi. Ai đâu mà mày làm gì tội lắm á. Tội cái củ tỏi đó. Mày chưa nghe món chó con hấp cơm hả? Máu cho mực cái á, uống là xả xui đó. Báo qua làm việc. Tao mua về chó này. Ê, mày làm gì vậy? Ê, khách hàng của tao là phải giữ uy tín nha mày. Uy tín cái con khỉ á. Ông cần tiền thôi chứ gì. Tôi trả về chó này gấp đôi. Mày bị chó cắn tài nọc hả mày? Không có giỡn nữa. Làm việc đi. Ê, mày tính phá chó làm ăn của tao hả? Tôi không có phá. Tôi chỉ muốn mua về chó này thôi. Thằng nào đụng tới nó, đổ máu với tôi. Được. Mày là 5 triệu, giá gấp đôi 10 triệu. Con chó mẹ là khoảng 1 triệu thôi. Mấy con chó con khoảng bao nhiêu dữ vậy? 1 triệu á là mua lại của những thằng ăn cắp chó ngu như mày đó. Ở đây tao bán cho mày có tiền, mày hiểu chưa? Được, trong vòng 7 ngày tôi sẽ đưa đủ tiền cho ông. Không, 3 ngày. Ông hứa giữ lời đó. Quy tính, trong 3 ngày mày không có tiền, tao bán cho người khác. Được. Tụi bay, làm việc. Bắt con nào? Con nào cũng được. Miễn là mày nói máu chó mực là người ta tin. Rồi lỡ họ đòi coi sáng chó sao? Sao mày ngu quá vậy hả? Thui lên đen thui thì con nào cũng là con chó mực hết. Rồi lỡ họ đòi coi hình chó trước khi thui sao? Rồi lỡ tao giết chết rồi thì sao hả? Dạ, vẫn chơi thôi, vẫn chơi thôi. Mày suốt đời tụi bay chỉ đi bắt chó thôi. Còn mày sao? Mày có mua con chó này không? Mày có mua con chó này tao giết nó đó. Tại vì nó không mua mày, cho nên buộc lòng tao phải xử mày thôi. Ngoại ơi, ngoại sống khôn thất thiên phổ độ cho con. Con hứa với ngoại á, lần này con bỏ nghề luôn. Ngoại gán giúp con. Gì ba? Tao tưởng mày tao hiện hồn vậy. Mày làm quá à. Đang diễn rồi tiền điện thoại nặng nặc kêu qua đây. Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hả? Gì vậy ba? Tao lại mày đó. Mày gán giúp tao. Tại tao không có tiền. Trời ơi, tao cũng không có tiền. Tao làm giống mày đâu. Trời sắp sáng kìa, nhanh đi. Không kịp. Trời ơi, tao theo mày lần này lần cuối cùng nha ghẻ. Còn thức luôn. Giờ sao? Chồng mày tới ba muốn chuột con chó. Giờ tao tính như vậy. Mày muốn cái gì vậy? Tao với mày đi ra cơ sở chèo vô. Như vậy được rồi, mày đặt ngựa muốn múa nữa. We'll be right back.
chú họ kia. Kinh nghiệm quá ha. Chúng ta là bạn, chú bi che. Đừng sợ nha mình, thầy cứu mấy con này rồi, thầy cứu mày luôn nha. Mà nhắm mày cứu được hết nổi không? Còn mấy con kia nữa kìa. Trời sao cứu hết nổi. Vô chỗ chậm chó để chậm chó là sao? Đưa nó ra đây. Em đi đâu vậy? Chia tay em. Cái gì? Anh với mặt với tôi hả? Nhớ đừng có tắt máy. Nhớ đừng có tắt. Nhớ đừng có tắt nghe chưa. Một điều thật quý giá em, vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá. Hãy đến với nhà hàng Chay Râu số 567A Trần Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay chắc tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, dẫu thế nào vẫn mãi là một người bạn. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể. Chỉ cần đôi tay chắc tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, giờ thế nào vẫn mãi là một người bạn. Có ông già mù và con chó bước trong màn đêm,
đời mưa gió. Như hai người bạn.